Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Khi lúc đó tình hình căng rồi thì Tổng thống Joe nhà ta lại có đổ dầu vào lửa và Tổng thống Zelensky thì ca ngợi hết lời. Tình hình nó cực kỳ nó căng thẳng rồi, nhưng mà mấy ông chính trị gia không có ông nào tìm một biện pháp hạ nhiệt hết mà cứ tiếp tục khiêu khích lẫn nhau. Ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky ca ngợi cái lại bời. Nhiều khi Nguyên bị ngọng các quý vị. Tổng thống Zelensky đã ca ngợi hết lời cái lời phát biểu của Tổng thống Joe Wachalo. Cho rằng là cái lời phát biểu của Tổng thống Joe quá mạnh mẽ, quá đỉnh, quá chính xác, vi diệu. Lời Tổng thống Joe quá hay, quá giỏi. Đó, nói chung chung là như vậy. Nên là mà lời Tổng thống Joe đã nói cái gì mà hay mà giỏi. Tổng thống Joe nhà ta khi chuyến đi ở tại Do Thái thất bại thì mang trong lòng một cái sự tức tối, ấm ức. Nên là khi trở về tòa Bạch Ốc là muốn thả ra hết, nên là ông ta đã lên tiếng một cách mạnh mẽ. Và trong cái bài phát biểu của Tổng thống Joe, ông ta chỉ trích thẳng Putin. Putin, Hamas là cùng một bọn, là những kẻ tàn bạo, khát máu, vô nhân đạo, vô đạo đức. Đó, đó ông ta đó. Sự hiện diện của Putin và Hamas là đang tiêu hủy cái nền tự do dân chủ và cái trật tự của thế giới. Cái này rất là quan trọng, là Tổng thống Joe đem cái lực lượng Hamas dưới Nga là cùng một bọn, là điều là khủng bố. Cái câu nói nó nặng lắm các quý vị. Đối với một cái nhà chính trị gia, họ phát biểu anh một cái quốc gia, họ đưa một cái lực lượng rất là xấu với một cái ông lãnh tụ cùng một bọn là mạnh lắm, là nặng lắm. Và kêu gọi sự đoàn kết thống nhất và không thể để cho những kẻ khủng bố này có cơ hội chiến thắng. Tổng thống Joe nói như vậy. Nên là ông ta đã kêu gọi cái gói trợ cấp 100 tỷ Mỹ Kim để yểm trợ cho Do Thái, yểm trợ cho Ukraine, yểm trợ cho Đài Loan, đặc biệt là Đài Loan nữa. Tuy rằng trong lời phát biểu của Tổng thống Joe không có nêu lên Trung Quốc, nhưng trong cái gói trợ cấp cũng có Đài Loan, có nghĩa là cũng có thầm với Trung Quốc. Và vấn đề của biên giới Mỹ và Mexico. Thì chúng ta thấy rõ là cái lời phát biểu của Tổng thống Joe nhấn mạnh là Putin là ủng hộ Hamas, Putin là kẻ thủ phạm cùng Hamas, Putin là kẻ tàn bạo, vân vân và vân vân. Thì tất nhiên cái lời phát biểu đó nó đã làm cho phía bên Điện Kremlin không bao giờ hài lòng được. Nguyên đã nói rồi, những cái quốc gia độc tài đó đừng bao giờ xúc phạm đến lãnh tụ của họ. Nó ngộ là chỗ đó đó. Các quý vị có để ý là những cái quốc gia độc tài đó, thí dụ là mình nói thí dụ đi nha, mình nói ai xa lạ, nói người Việt Nam chúng ta đi. Mấy bác Red Bull á, ở Việt Nam á, thì chỉ trích ông Tổng thống Joe, ông Tổng thống Macron, ông Olaf, bà Meloni, người này người kia thì ôi trời ơi, thì nói thao thao bất tuyệt. Nhưng khi người ta mà đụng tới lãnh tụ của mình á, là nhảy đông đỏng lên à. Nhảy đông đỏng luôn à, không chấp nhận được. Chỉ trích người khác á, thì mình nói trời ơi, mình nói đủ thứ hết. Nhưng khi người ta nêu lên lãnh tụ của mình là chịu không nổi. Đặc biệt là nêu ai nêu chứ mà đụng tới Bác Hồ là khô máu luôn. Đụng tới Bác Hồ là khô máu luôn. Ví dụ là như vậy. Nó nghịch đời là chỗ đó đó. Anh chỉ trích người khác được, nhưng mà người ta chỉ trích anh là anh lại không chấp nhận là sao? Thà anh không nói gì hết. Còn nếu anh đã có quyền nói thì người ta sẽ có quyền nói. Nên là ai cũng được, ở tại Nga là Putin, đụng ai cũng được, mà đụng Putin là khô máu luôn. Đó. Đụng ai cũng được, nhưng mà đừng bao giờ đụng Putin. Thí dụ kêu là bộ trưởng bộ quốc phòng, kêu là tham mưu trưởng, hay là kêu ông tướng lãnh nào đó cũng được. Nhưng mà đừng bao giờ đụng Putin. Nên cái lời chỉ trích của Tổng thống Joe nêu đích danh Putin đã làm cho Điện Kremlin phải phẫn nộ. Và cái câu mà họ sử dụng lại cho Joe là
không thể chấp nhận được cái phát biểu của Joe ngày hôm nay. Và Joe phải nhớ cái lời phát biểu này, cái giá Joe phải trả. Nguyên không biết Joe có bị gung hay không, chứ Nguyên hơi bị quýu rồi đó. Nguyên không biết Tổng thống Joe nhà ta có bị cái sự cái cách giọng điệu của phía bên Điện Kremlin là một cái giọng điệu đe dọa, đe dọa trực tiếp đến Joe luôn. Joe hãy nhớ lời phát biểu của ngày hôm nay, lời phát biểu này chúng tôi không thể chấp nhận được, và cái anh ông phải nhận cái hậu quả với cái lời phát biểu này. Khi lúc đó cáo buộc Putin là tàn bạo cùng một cái bọn với lực lượng Hamas, thì tất nhiên cái lời phát biểu của Tổng thống Joe nhắm vào phía bên Putin thì tất nhiên là Tổng thống Zelensky ông ta ca ngợi rồi. Cái chuyện này nó bình thường thôi. Hiện bây giờ là hai đất nước đang kịch nhau, mà Tổng thống Joe mà lên án Nga càng nhiều thì Zelensky càng vỗ tay. Đặc biệt hơn nữa là có gói trợ cấp, có tiền, tại sao không thích? Đúng không? Bây giờ cái số tiền nó sắp đến là ngon lành canh đào. Ngon lành canh đào luôn nếu mà nó đến. Nên là cái số tiền nó đến là ngon lành canh đào luôn. Nên là cái lời phát biểu của Tổng thống Joe đã được phía bên Ukraine họ ca ngợi là lời phát biểu cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất chưa bao giờ có trong thời gian vừa qua. Đó là chúng ta thấy được là Tổng thống Joe nhà ta đã đổ dầu vào lửa khi lúc đó tình hình mà đe dọa vũ khí hạt nhân, quả tiễn Kinza, máy bay hàng đầu nó đã bắt đầu ở những khu vực bờ biển, càng ngày nó càng nóng. Thì Tổng thống Joe nhà ta không nhẹ nhàng, ngược lại càng mạnh tay hơn nữa. Đó là cái biện pháp mà Joe đang đối với Nguyên là hey, cái chuyến đi vừa qua thất bại, ta phải thả cơn giận. Nhưng chưa xong, tình hình nó căng thẳng đến mức độ ngày hôm nay tòa Bạch Ốc với sự họp mặt của Tổng thống Joe họp qua vi tính với Liên minh châu Âu. Hiện bây giờ thì vẫn còn đang họp bà chủ tịch Ursula von der Leyen, Liên minh châu Âu, những cái người đại diện Liên minh châu Âu, ông Liên minh NATO, rồi Tổng thống Mỹ và nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới đang họp qua vi tính để đưa ra cái biện pháp giải quyết cái mấu chốt căng thẳng đang leo thang không thấy hạ nhiệt. Và nếu tiếp tục thì phải ứng phó như thế nào? Nên là ngày hôm nay hiện bây giờ thì cái kết quả buổi họp nó chưa rõ các quý vị. Nguyên không có thể, Nguyên không có làm trong quốc phòng của Hoa Kỳ nữa, Nguyên không thể nắm rõ được cái buổi họp nó chưa được công bố ra bên ngoài. Nguyên không biết là mấy ông bà này họp cái kết luận nó như thế nào. Nhưng hiện bây giờ thì họ đang họp khẩn cấp vì họ đánh giá rằng là cái tình hình ở tại Trung Đông với Ukraine nó không có một cái dấu hiệu nào hạ nhiệt hết. Và cái dấu hiệu nguy hiểm nó đang tăng. Nó đang tăng. Nên là họ phải tìm ra một cái biện pháp để làm sao dập tắt một bên. Bên nào cũng vậy, nhưng mà phải làm sao một bên nó phải hạ nhiệt. Chứ hai bên nóng một lượt là nguy hiểm. Nên họ sẽ họp, và cái buổi họp của họ không biết có đem được cái thành quả gì hay không. Có đem được cái biện pháp để giải quyết cái mấu chốt đang dẫn đến, mà kêu là để dẫn đến một cái xung đột lớn hay không thì Nguyên không biết. Nhưng mà hiện bây giờ thì giữa Liên minh châu Âu, NATO và Hoa Kỳ đang họp khẩn cấp qua vi tính, và vi tính qua cái người kêu gọi buổi họp này chính là Tổng thống Joe Biden. Thì đây là chúng ta thấy rõ được là tình hình nó cực kỳ là căng, đúng không? Nó căng thẳng vô cùng. Nó không thấy một bất cứ một cái dấu hiệu nào đó nó có một sự biến chuyển nào hết. Trong Nguyên mạng phép không cập nhật những con số ca người dân thường tử vong ở tại Ukraine, vì cái chuyện này nó đã gần 2 năm nay rồi, ngày nào nó cũng có. Ngày nào cũng có quả tiễn và máy bay không người lái của Nga tấn công vào những cái nơi dân cư. Nó trở thành giống như là một cái sự việc ăn cơm bữa rồi. Số lượng ít hay nhiều thôi. Đặc biệt là Nga ngày hôm nay thì tấn công rất là nhiều ở miền Nam. Nga tấn công ở nhiều miền Nam lắm. Bởi vì cái sự hiện diện của Putin ở tại Rostov, và Nga chứng minh rằng là Nga có đủ khả năng chiến thắng. Đặc biệt là Nga tình nghi là Ukraine chuẩn bị cái kịch bản là tấn công lấy lại Kherson. Nên ngày hôm nay ở tất cả những tỉnh thành ở miền Nam mà Nga tình nghi rằng là có căn cứ quân sự ngầm của Ukraine, thành phố Kherson, Mykolaiv, Odessa, những cái thành phố mà hiện bây giờ cho rằng là tình nghi là căn cứ quân sự của Ukraine đang đổ xô về để chuẩn bị cho cuộc phản công trọn vẹn. Nên là ngày hôm nay Nga pháo kích rất là nhiều vào những khu vực ở miền Nam Kherson, Mykolaiv, Kherson, Odessa. Hiện bây giờ những cái thiệt hại thì nó cũng không quá lớn. Theo những nguồn tin của Ukraine tiết lộ, thiệt hại cũng không quá lớn.
Nhưng cái đó có phải là thật hay không thì Nguyên không rõ. Trọng Nguyên nói là Nguyên không thích những cái bản tin mà chỉ có một chiều. Bản tin của Nguyên đưa cho các quý vị là đều là những bản chân Nguyên kiểm chứng qua nhiều chiều khác nhau. Người ta kêu là double check á, là chúng ta phải kiểm chứng rất là nhiều lần. Thì Nguyên mới chia sẻ với các quý vị. Thí dụ chắc chắn là ngay ngày hôm nay họ sẽ chia sẻ là họ đã tiêu hủy kho đạn, họ đã tiêu hủy bao nhiêu chiếc xe tăng, họ đã tiêu hủy bao nhiêu căn cứ quân sự của Ukraine khi họ tấn công vào miền Nam. Nhưng thực tế những bản tin của Nga đưa ra nó không có bất cứ một cái truyền thông nào độc lập mà xác nhận cái điều đó, hay là một cái tổ chức độc lập nào đó ở tại Ukraine xác nhận hết. Nên là Nguyên mạng phép Nguyên không chia sẻ, chứ Nga ngày nào cũng có chia sẻ điều đó. Phải nói một câu là ngày nào Nga cũng có chia sẻ điều đó, ngày nào Nga cũng tấn công vào căn cứ quân sự của Ukraine, đã làm ít nhất là 500-600 binh sĩ đã thiệt mạng, rồi bao nhiêu chiếc xe tăng, bao nhiêu hệ thống phòng không đã bị tiêu hủy, mấy chiếc máy bay, thì ngày nào Nga cũng có chia sẻ như vậy. Nhưng thực tế những cái con số của Nga chia sẻ nó không đúng với thực tế, và không có được sự xác nhận bất cứ một cái tổ chức độc lập nào cả. Đây là bản tin liên quan đến Ukraine và Nga. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật một chút xíu bản tin của Palestine và Do Thái để bổ sung thêm những bản tin quan trọng mà đang nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, hay là bản tin thiếu sót. Bản tin ngày hôm nay đáng buồn đó là con số ca tử vong ở tại Palestine đã leo thang. Ngày hôm nay con số tổng cộng đã leo thang lên tới 4.100 người đã thiệt mạng. Các quý vị cũng biết là ngày hôm qua là 3.700. Nguyên tính là người dân thường, bữa nay là 4.100. Đây là con số đáng buồn, đáng lo cho người dân thường của Palestine mà chúng ta cảm thông. Vì đối với Nguyên, dân lúc này mãi mãi cũng là vô tội. Dân họ không có đường lựa chọn, nên là họ là nạn nhân của cuộc chiến tranh. Nên là cái sự đáng buồn chúng ta thấy được nó đang leo thang đáng lo, đáng lo. Lý do, đó là cái điều mà Nguyên đố các quý vị, lý do tại sao cái sự xung đột giữa Hamas và Israel chỉ có mấy ngày thôi mà bắt đầu chúng ta thấy được cái dấu hiệu người dân thường tử vong nhiều. Đố các quý vị biết nguyên nhân và lý do. Tại sao nhiều cuộc chiến khác thì ít thấy người dân thường tử vong nhiều, khi cái này chút xíu thôi, chúng ta chỉ có từ ngày 7 tây tới bây giờ, từ ngày 7 tới tháng 10, chúng ta là ngày 20 tây, có 13 ngày thôi. 13 ngày thôi. Không phải là không có điện, không phải là không có nước. Cũng không phải là khủng bố các quý vị. Không phải cái điều đó. Không phải cái điều đó. Cái điều lớn nhất mà người dân thường tử vong, đó là người dân Palestine không sợ chết. Nguyên nói thật với các quý vị là Nguyên chưa thấy một cái dân tộc nào như vậy hết. Bơm đạn người ta nổ bình bình bình, người ta chui xuống hầm đi. No, live stream. Đứng ra ngoài đường. Các quý vị cứ coi video đi. Cái đó là cái sự việc nó dẫn đến cái sự tử vong rất là nhiều do cái sự thiếu ý thức là phải đi trốn. Phải đi trốn. Khi lúc đó cái còi nó vang lên, cái đầu tiên nhất mình phải làm cái gì? Là mình phải chui xuống, đi xuống cái hầm, cái hố để mình núp. Họ thì ngược lại không, rất là bình thản. Giống như họ cảm giác đó là cái thói quen hay gì Nguyên không biết. Tất nhiên là trong lịch sử là hai bên đã giao tranh rất là nhiều. Và chưa bao giờ họ, có thể nói là chưa bao giờ có cảm nhận được cái hòa bình trong một thời gian rất là dài vừa qua mấy chục năm rồi. Cho Nguyên bấm này. Nhưng mà ngược lại họ không có sợ. Họ hoàn toàn không có sợ. Nguyên nói thật thể với các quý vị, Nguyên chưa bao giờ thấy mà cái bơm đạn kế bên mà cách đó chỉ có mấy trăm mét thôi ha, nổ đằng đó, đằng này laser beam. Là sao? Là sao? Ở trong chung cư không sơ tán. Các quý vị biết những chung cư không sơ tán, không đi. Cái tiếng còi vang lên là phải xuống dưới tuốt cái hầm ở dưới để mà núp. Phải tuốt xuống cái hầm ở dưới. Không là không, mở cửa sổ ra live stream. Còn lên nóc nhà live stream nữa. Trời ơi là trời, Nguyên nói mấy cái người đó Nguyên cũng không hiểu được luôn.
Cái tình trạng như vậy, khi cái tiếng còi nó vang lên, cái đầu tiên nhất bắt buộc chúng ta là phải đi xuống hầm đã. Khi tiếng còi nó dập tắt thì chúng ta mới lên. Là có nghĩa là bơm đạn nó đã không còn nữa thì chúng ta mới lên. Nhưng họ thì không. Họ thì không. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên thực tế là Nguyên cái điều đó không biết là họ quá anh hùng hay là họ coi mạng người là không quan trọng cái gì, Nguyên không có biết. Nhưng mà theo hình ảnh mà Nguyên đã thấy được rất là nhiều như vậy. Thứ đó là một trong những cái lý do. Lý do thứ hai đó là kiến trúc xây nhà của họ quá dở. Nhà kiến trúc của họ quá dở khi lúc mà bị bơm đạn, không giống như Khanh. Kiến trúc của Usain xây rất là kiên cố. Khi nhà bị bắn thì lúc mà nó có sập á, nó cũng không có làm, nó không sập quá nhiều. Nên là trong đó là hai cái nguyên nhân và lý do nó đã dẫn đến cái vấn đề mà người dân thường thiệt mạng rất là nhiều ở tại Palestine. Một mặt là nhiều chuyện livestream cứ chạy ra ngoài đường, cứ nghe tiếng nổ là chạy ra quay phim ra coi nó nổ chỗ nào. Cái đó là cái điều đáng sợ. Thứ hai là kiến trúc nhà cửa, cái kiến trúc xây nó quá tệ. Quá tệ, nó không phải là cái kiến trúc để cho chuẩn bị ứng phó với tình hình cụ thể của cuộc chiến tranh. Có thể là bởi vì kinh tế, kinh phí nó không đủ nên là xây nhà cửa bên bển họ xây rất là sơ sài. Nên là khi đụng tới những chuyện thì những chung cư nó sập rất là nhiều. Mà các bạn biết sập nó đè mà không chui xuống dưới hầm trốn, mà ngược lại ở trong nhà thì cái kết quả thì chúng ta biết cái chuyện đó là cái chuyện đáng buồn. Cái chuyện đáng buồn. Chỉ điều là Nguyên phân tích cho các quý vị lý do tại sao người dân Palestine trong cái cuộc chiến mới chỉ có từ ngày 7 tây tháng 10 và chúng ta chỉ có 13 ngày thôi thì lại con số người dân thường nó đã tăng vọt như vậy. Một bản tin nữa cũng liên quan đến Palestine và Do Thái, đó là ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, thêm một chiều ngày hôm qua một bản tin nữa là một chỉ huy của phía bên Hamas đã tử vong. Nguyên không hiểu lý do tại sao mà chỉ huy của Hamas tử vong hoài. Để Nguyên chỉnh cái này cái gì, Nguyên không có thấy cái text chat của các quý vị. Nguyên không biết lý do tại sao mà tử vong thêm một ông nữa. Đây là ông thứ 6 rồi. Ông thứ 6 thì hình như là mỗi ngày đều phía bên tình báo của Do Thái họ cũng tiết lộ là cái cuộc tấn công của họ nhắm vào trúng cái nhà chỉ huy và cái người chỉ huy tên gì đã đi bán muối. Bữa nay thêm một ông nữa. Không biết là cái lực lượng Hamas này là cái lực lượng gì, Nguyên không biết. Mà tướng lãnh chỉ huy người cầm đầu là cứ tử vong, ngày nào cũng có người hết, ngày nào cũng có ông tử vong hết. Đây thêm một người nữa, theo nguồn tin của Do Thái xác nhận là thêm một tướng lãnh chỉ huy của Hamas đã đi bán muối. Đó là cái sự việc mà chúng ta thấy được là tình hình nó đang vẫn tiếp tục gây go nguy hiểm. Căng thẳng của thế giới ngày hôm nay, ai giải quyết hòa bình bây giờ? Lính Israel sắp tiến vào dải Gaza. Các động thái gần đây cho thấy cuộc tấn công trên bộ của quân đội Israel vào dải Gaza nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas đang tới gần. Trong khi Mỹ đang có kế hoạch gửi hai hệ thống phòng thủ vòng sắt từng mua từ Israel trở lại nước này để bảo vệ Israel trước các đòn tấn công bằng tên lửa, đồng thời chuyển đạn pháo viện trợ cho Ukraine sang Israel và công bố gói viện trợ khủng chưa từng có cho hai nước. Ở diễn biến khác, trong những ngày qua, lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Iraq và Syria liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trong lúc Trung Đông đang nóng hầm hập, các nước phương Tây cũng đang cho quân đến khu vực. Căng thẳng Mỹ-Nga có thể tiếp tục sẽ leo thang khi Mỹ chuyển tên lửa tầm xa ATACMS cho Kyiv. Mới đây, Tổng thống Biden thậm chí còn so sánh ông Putin với Hamas khi cả hai đều muốn tiêu diệt hoàn toàn nền dân chủ láng giềng. Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc cũng cho thấy Trung Quốc đang hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng khá nhanh lực lượng hạt nhân của mình. Hiện đã có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Cùng một số diễn biến đáng chú ý khác, tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Hoàng Sáng trân trọng chào đón quý vị đến với bản tin Thế giới toàn cảnh ngày 20 tháng 10. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục đồng hành cùng quý vị đến với những tin tức tiêu điểm nóng nhất trên toàn cầu. Quý vị cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật nhanh nhất những thông tin mới. Trước hết chúng ta sẽ đến với chùm tin cập nhật các diễn biến mới về xung đột Israel-Hamas. Lầu Năm Góc đang có kế hoạch gửi hai hệ thống phòng thủ vòm sắt mà Mỹ từng mua từ Israel trở lại nước này để bảo vệ Israel trước các đòn tấn công bằng tên lửa.
Chia sẻ với hãng tin Reuters hôm 19 tháng 10, một quan chức Mỹ cho hay Bộ Quốc phòng đã thông báo với các thành viên quốc hội về việc cho Tel Aviv thuê lại hai hệ thống vòm sắt. Theo thỏa thuận, Mỹ vẫn nắm quyền sở hữu các hệ thống này. Hoạt động gửi các hệ thống vòm sắt trở lại Israel có thể diễn ra trong vài ngày tới. Trước đây, Mỹ mua các hệ thống vòm sắt từ Israel để bảo vệ vùng lãnh thổ Guam khỏi tên lửa Trung Quốc. Hôm 16 tháng 10, Nhà Trắng hứa sẽ đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu an ninh bổ sung từ phía Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói với các binh sĩ tập trung ở biên giới dải Gaza rằng họ sẽ sớm nhìn thấy vùng đất này từ bên trong. Tuyên bố của ông Gallant ám chỉ cuộc tấn công trên bộ của quân đội Israel vào dải Gaza nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas đang tới gần. Ngay sau tuyên bố của ông Gallant, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố video về việc ông xuất hiện cùng các binh sĩ ở gần biên giới với lời hứa giành chiến thắng. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi, tất cả dấu hiệu này cho thấy điều tồi tệ nhất đang đến. Báo The Guardian của Anh dẫn tin từ Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ cho biết ít nhất 21 nhà báo đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra cuộc chiến Hamas-Israel, phần lớn trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Tính đến thứ Năm tuần này, 17 người Palestine, 3 người Israel và một nhà báo người Lebanon đã thiệt mạng kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, sau đó là các cuộc ném bom liên tục vào Gaza của Israel. Các nhà báo trong khu vực đang hy sinh rất nhiều để đưa tin về cuộc xung đột đau lòng này. Tất cả các bên phải thực hiện các bước để đảm bảo an toàn cho mình. Các thành viên Hamas đã giết chết hơn 1.400 người Israel trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Và Israel cho biết hiện nay ít nhất 203 người đã bị bắt cóc làm con tin. Trong khi các quan chức y tế Gaza hôm thứ Năm tuần này cho biết các trận bom của Israel đã giết chết 3.785 người và làm bị thương hơn 12.000 người. Trong những ngày qua, lực lượng Mỹ đang đồn trú ở Iraq và Syria liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trong lúc Trung Đông đang nóng lên do xung đột Israel-Hamas. Ngày 18 tháng 10, một UAV đã tấn công lực lượng Mỹ ở Syria khiến một số người bị thương nhẹ, trong khi một chiếc khác bị bắn hạ. Đầu tuần này, lực lượng Mỹ đã đánh chặn nhiều máy bay không người lái nhắm vào lực lượng Washington ở Iraq. Hôm 19 tháng 10, UAV và rocket đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ain al-Ashab, nơi tiếp đón lực lượng Mỹ đồn trú. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy bên trong căn cứ. Trước đó, vào ngày 18 tháng 10, hai căn cứ có sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Iraq cũng bị tấn công. Một số binh sĩ bị thương nhẹ, nghi chấn động não, các nguồn tin cho hay. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder nhận định rằng chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ và liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào. Bất kỳ phản ứng nào nếu xảy ra sẽ diễn ra vào thời điểm mà chúng tôi lựa chọn. Ông Ryder nhận định rằng Washington chưa có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa sự gia tăng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, tuần trước, các nhóm vũ trang Iraq có quan hệ với Iran cảnh báo rằng sẽ tấn công các mục tiêu của Mỹ ở quốc gia Trung Đông bằng tên lửa và UAV nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Gaza. Trong một diễn biến liên quan, một chiến hạm Mỹ di chuyển gần Yemen ngày 19 tháng 10 cũng đã đánh chặn một số tên lửa và UAV mà Washington nghi là của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn. Các nguồn tin cho biết những vũ khí trên dường như bay về hướng Israel. Trong khi đó, Mỹ được cho là sẽ chuyển đạn pháo, vốn dự định viện trợ cho Ukraine sang Israel giữa lúc chiến sự Israel-Hamas leo thang. Theo nguồn tin của Axios, Mỹ sẽ cung cấp cho Israel hàng chục nghìn đạn pháo 155mm vốn được dự định dùng để viện trợ cho Ukraine. Quân đội Israel có thể sẽ tiếp nhận lô đạn dược này trong những tuần tới. Israel được cho là đã thông báo với phía Mỹ rằng họ cần đạn pháo để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công trên bộ ở Gaza. Mỹ hiện có một kho đạn dược ở Israel chỉ lực lượng Mỹ mới được tiếp cận. Hồi đầu năm, Washington bắt đầu lấy đạn dược từ cơ sở này và một cơ sở dự trữ ở Hàn Quốc để đáp ứng nhu cầu đạn dược cho Ukraine. Tuy nhiên, khi chiến sự Israel-Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10 và tiếp tục leo thang, khiến Washington có thêm mối bận tâm mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này khẳng định Washington có thể hỗ trợ Israel và Ukraine cùng lúc. Cùng với đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm ngày 19 tháng 10 đã công bố khoản tài trợ an ninh khẩn cấp quy mô lớn chưa từng có, trị giá khoảng 100 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Israel và Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá. Trong bài phát biểu hiếm hoi tại phòng bầu dục, ông Biden cho biết yêu cầu tài trợ khẩn cấp sẽ được gửi tới Quốc hội vào thứ Sáu. Ông tuyên bố rằng lịch sử thế giới đang ở một điểm uốn, các chiến thắng tương ứng của Israel và Ukraine rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ và viện trợ khẩn cấp sẽ trả cổ tức cho an ninh Mỹ trong nhiều thế hệ.